Lời đầu tiên, công ty Bình Minh xin gửi lời chào tới toàn thể bà con. Trong video lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con sản phẩm máy ép cám viên trục đứng S250. Máy được thiết kế và chế tạo bởi đội ngũ có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao của công ty Bình Minh với những tính năng được cải tiến hiện đại nhất, ưu việt nhất hiện nay. Máy ép cám viên trục đứng S250 là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bà con giảm bớt chi phí nhân công, tiết kiệm được thời gian, hơn nữa lại tăng năng suất trong việc tự sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Máy ép cám viên S250 sử dụng động cơ 7,5 kW của Vietung, nguồn điện 380V hoặc đầu nổ D18 với các tính năng nghiền, trộn và ép ra viên cám trong cùng một quá trình, cho tốc độ ra cám nhanh chóng, đạt năng suất từ 200 đến 300 cân một giờ. Máy có thể ép được đa dạng các nguồn nguyên liệu có sẵn trong gia đình hoặc địa phương như ngô hạt, lúa, rau bèo, tôm, cua, cá, ốc nhỏ, thậm chí cả những phụ phẩm như bã bia, bã đậu, bã lạc đều có thể tận dụng được. Các loại máy ép cám viên trục đứng nói chung và máy S250 nói riêng đều được cấu tạo một trục đứng, một bộ lô ép, mặt giảng, dao cắt và thân máy. Để tăng thêm sự ổn định của máy, chúng tôi đã sử dụng thêm hộp cầu số ô tô giúp cho máy vận hành tốt hơn. Máy S250 khi vận hành thì quả lô quay quanh trục và mặt giảng đứng im, quả lô xuống mặt giảng. Khi đó sẽ tạo nên một lực ép để cám đi qua các lỗ giảng và tạo thành viên cám. Máy S250 được trang bị một mặt giảng theo máy, bà con có thể lựa chọn các mặt giảng 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly, giúp cho bà con có thể lựa chọn kích thước viên cám phù hợp với từng loại vật nuôi. Máy có bền không? Máy sử dụng có khó không? Có được bảo hành và hỗ trợ gì không? Đó là những câu hỏi mà bà con hay thắc mắc nhất mỗi khi mua bất kể một sản phẩm gì. Là công ty trực tiếp sản xuất tại xưởng không qua trung gian, công ty Bình Minh chúng tôi xin cam kết về chất lượng sản phẩm và giá thành. Mua máy của công ty, bà con sẽ được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và tư vấn sản phẩm nhiệt tình, tận tâm. Bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy, mua hàng và chạy thử máy tại công ty. Đối với khách hàng ở xa, công ty giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc trên các tuyến xe khách. Công ty Bình Minh có trụ sở tại số 281 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm và hình thức mua hàng, vui lòng liên hệ theo hotline 0911 754422 0946 249955. Chúc bà con mạnh khỏe, chăn nuôi thành công. Xin cảm ơn.